Sáng ngày 16 tháng 2, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh và Công an huyện Võ Nhai vẫn đang tích cực điều tra làm rõ vụ nổ súng đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người thương vong trên địa bàn xóm Tân Tiến, xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai. Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra khoảng 9 giờ 50 phút ngày 15 tháng 2 khi vợ chồng ông Lê Văn Tới và bà Phạm Thị Đoàn cùng 51 tuổi trú tại xóm Tân Tiến, xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai đang xây tường rào cho gia đình con trai ruột là Lê Văn Vinh, 30 tuổi, ở cùng xóm thì bị đối tượng Lê Văn Hữu, 41 tuổi, có quan hệ họ hàng với ông Tới, đứng trên tầng 2 nhà Hữu, dùng súng bắn 2 phát vào người. Hậu quả ông Tới tử vong ngay tại chỗ, còn bà Đoàn bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Gây án xong, đối tượng Hữu đã dùng súng tự sát. Ngay sau khi nhận được tin báo, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Công an huyện Võ Nhai đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án. Qua xác minh ban đầu của cơ quan chức năng, nguyên nhân xảy ra là do mâu thuẫn trong việc vay nợ tiền giữa Lê Văn Hữu và gia đình ông Lê Văn Tới. Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Thái Nguyên khẩn trương điều tra làm rõ.